Xin chào chư vị đồng tu Xin chào mọi người Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra Trang thứ 8 Đếm ngược đến hàng thứ tư Bắt đầu xem ba chữ cuối cùng Tam Đắc bất hoại tính Thuận bản nghiệp cố đây là nói lìa lưỡng thiệt sẽ được loại quả báo thù thắng thứ ba bản nghiệp là chỉ chúng ta ở trong thế gian này theo đuổi một loại nghề nghiệp. Cái ý này là nói, bất kể bạn làm nghề nghiệp gì, bạn cũng có thể được đại chúng xã hội tín nhiệm và tùy thuận. Đương nhiên, sự nghiệp của bạn sẽ thuận bườm xuôi gió sự nghiệp của bạn chắc chắn sẽ thành công đây là chúng ta người hiện nay gọi là nhân duyên tốt bạn có thể được rất nhiều người đến giúp đỡ bạn thành tựu sự nghiệp của bạn được rất nhiều thiền hữu đến giúp đỡ Đây là duyên Nhân đích thực là Do lìa lưỡng thiệt Là do không giọng ngữ Cho nên từ chỗ này Chúng ta có thể nhìn thấy Công đức thù thắng Của không giọng ngữ Đúng quả thật là không thể nghĩ bàn Từ trên đạo lý nhân quả mà nói Chúng ta không phá hoại người khác cho nên bản thân bất kể kinh doanh sự nghiệp gì cũng sẽ không bị người khác đến phá hoại đây là quả báo nếu như bản thân chúng ta ở ngay trong đời này không giọng ngữ không lưỡng thiệt không ác khẩu chúng ta ở trên sự nghiệp vẫn bị người khác đố kỵ phá hoài nói lời thô ác cái sự việc này không phải không có là có đó là nguyên nhân gì vậy trong đời quá khứ làm điều bất thiện nhất định phải hiểu cái đạo lý này hoàn toàn không phải những việc tôi tu trong đời này không có cảm ứng cái nghi ngờ này của bạn là sai rồi. Nhà Phật thường nói nhân quả thông ba đời. Chúng ta trong đời này tạo tác tất cả quả báo mà ta thọ nhận là do nghiệp nhân đời trước gieo. Đời trước tu bất thiện tuy đời này tu rất là thiện vẫn không thể tránh khỏi ác báo nhưng trong tâm chúng ta hiểu rõ đời sau loại ác duyên ác báo này sẽ không còn nữa cho nên ở trong đời này tiếp nhận lời giáo huấn của phật bồ tát nhất định phải tùy thuận phật đà nhất định phải có tính tâm dứt khoát không nghi ngờ trước kia chưa gặp được phật pháp đã tạo việc sai trái quá nhiều rồi Đây là điều chắc chắn Nếu như chúng ta tích cực tu thiện Đoạn ác tu thiện Thật sự làm nghiêm túc Giống như cư sĩ liễu phàm kia Nỗ lực giống như vậy Thì quả báo bất thiện Ở trong đời quá khứ Cũng có thể cải thiện Đây chính là nhà Phật gọi là Dũng mạnh tinh tấn nếu như không phải dũng mãnh tinh tấn thì cái định nghiệp này rất khó chuyển không dễ gì chuyển đổi được những điều chúng ta tu tích trong đời này đời sau sẽ được báo cho nên không thể không dũng mãnh tinh tấn dũng mãnh tinh tấn chúng ta trong đời này có được là hoa báo quả báo so với hoa báo nhận được trong đời này là thù thắng hơn tứ đắc bất hoại pháp hành sở tu kiên cố cố pháp hành là nói chúng ta tu hành đây chính là nói học phật bạn học phật cũng sẽ không bị người khác phá hoại sự việc này chúng ta nhìn thấy rất nhiều có một số người ở trong phật pháp tu rất tốt cũng đã học rất nhiều năm gặp được một vị tri thức khuyên bảo họ còn có pháp môn khác thù thắng hơn so với cái này của bạn vừa khuyên vậy tâm họ liền dao động rồi dứt bỏ ngay để đi học với người khác đây chính là phá hoại pháp hành của họ đây là bản ác trong cái xã hội này hiện nay rất nhiều đúng như trong kinh lăng nghiêm đã nói cái thời kỳ mặc pháp này chính là nói thời đại này của chúng ta hiện nay tà sư thuyết pháp như hàng hà xa có không ít đồng tu đến nói với tôi họ nói các đạo hữu đồng tham của họ trước đây đều niệm kinh vô lượng thọ Điều niệm a di đà phật đã tu rất nhiều năm tu rất khá bây giờ đi với người khác rồi không tin kinh vô luân thọ nữa cũng không niệm a di đà phật nữa đến nói với tôi họ buồn rầu không tả nổi tôi bảo không nên buồn rầu là nhân duyên của mỗi người phải hiểu cái đạo lý này mỗi người có nghiệp nhân nghiệp duyên của riêng họ phật cũng không làm gì được thì chúng ta có năng lực gì chúng ta khuyên bảo họ là làm tròn trách nhiệm của một người bạn họ có tin hay không là việc của họ chúng ta không thể can thiệp can thiệp là làm nhiễu loạn đạo tâm của mình rồi tuy người này đi với người khác rồi đã từ bỏ pháp môn tình độ cũng có thể qua mấy năm sau họ lại quay lại rất khó nói bản thân chúng ta tu rất tốt đây là tấm gương qua mấy năm thử so sánh lại họ cảm thấy bạn tu rất tốt tôi không bằng anh thì rất có thể họ sẽ quay trở lại Đến lúc này, dùng lời lẽ khuyên họ là hiệu quả không gì sánh bằng. Nhất định phải dùng sự hành trì chân chánh Thời à, gian dài cảm hóa Vậy mới có thể có tác dụng Cho nên nhất định phải hiểu cái đạo lý này Chúng ta thử nghĩ Đương nhiên cái nhân và duyên này Đều là lưỡng thiệt Suối dục Người suối dục Có hai loại một loại là hữu ý hữu ý phá hoại họ một loại là vô ý người vô ý cũng rất nhiều chính bản thân họ không biết họ đã tu tà pháp họ đã khuyên những bạn bè của họ đều tin theo tà pháp giống như họ xem tà pháp là chánh pháp Xem chánh pháp là tà pháp Đặc biệt là chúng ta ngày nay Đề xướng bản hội tập Kinh vô lượng thọ Cho đến nay Những lời phản đối rất nhiều Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Có được bản kinh này năm xưa khi khai giảng tại đại Trung dường như là năm 1950 năm dân quốc thứ 39 là năm 1950 vào lúc đó đã có người phê bình nhưng mà người vào thời đại đó tâm địa vẫn còn rất thuần hậu phê bình vẫn không phải thẳng thắn Đây là đức hạnh của người ta Nói rất hàm xúc Người hiện nay Không còn cái loại ẩn ý hàm xúc này Mất hết rồi Chỉ trích gây gắt Người bị cái ảnh hưởng này Có Cho nên đồng tu đến hỏi tôi Vì làm thế nào Tôi nói tùy họ vậy Nhân duyên của mỗi người Đây là gì vậy? Bản thân nhận thức không rõ ràng Đạo tâm không kiên cố Mới bị lưỡng thiệt Ly gián Làm dao động pháp hành Cho nên Phật Pháp ở trong kinh điển phật thường hay chỉ dạy chúng ta phải hiểu sâu nghĩa thú bạn đối với nghĩa lý của kinh giáo hiểu cho thật sâu thật rộng thì tính tâm của bạn mới kiên định tâm nguyện kiên cố thủy chung không dao động Bản hội tập này Ngay như cư sĩ Hạ Liên Cư Trước khi giảng sanh đã nói Bản hội tập này sẽ truyền đi khắp thế giới Người sáng mắt Ở trên thế giới rất nhiều Người có trí tuệ cũng không ít Chính loại sách bày ra trước mắt Họ tự mình có thể lựa chọn Chính bản sách đều hay Bất kể dùng bản nào Chỉ cần thật sự chân thành tu hành Đều có thể giảng sanh tịnh độ Đều có thể thấy A-di-đà Phật Chính bản sách Suốt cuộc là bản nào hay Bản nào không hay không có tiêu chuẩn tiêu chuẩn ở chính mình mấy bản sách này bản sách nào bạn xem thấy rất thuận xem thấy rất trôi chảy ý nghĩa thật rõ ràng thì bản sách này đối với tôi là khế cơ khế cơ thì được lợi ích các vị phải hiểu rằng giảng kinh thuyết pháp là giới thiệu cho bạn là duyên có thể thành tựu hay không là do công phu của bạn công phu là gì vậy công phu là tính nguyện hạnh tính là gì vậy không phải tin bản kinh này là tin a di đà phật cho nên bất kể là bản kinh như thế nào nội dung mà nó giới thiệu đều là dạy bạn tin a di đà phật tin thế giới tây phương cực lạc vậy là không sai Cho nên chỉ cần xây dựng tính tâm Đầy đủ Tính nguyện hành Ba điều kiện này Hạnh Nhất định phải theo cương lĩnh Mà Bồ Tát Đại Thế Chí Chỉ dạy chúng ta là Đô nhiếp lục căng Tịnh niệm tương tục Ở trong đô nhiếp lục căng Chắc chắn đã bao hàm Rất viên mãn thập thiện nghiệp đạo Tại sao vậy? Nếu như bạn tạo thập ác nghiệp Thì bạn chắc chắn Không có cách gì thâu nhiếp lục căn. Thật sự thâu nhiếp lục căng Thì người này nhất định là Người thuần thiện Dùng thiện tâm thiện hành Niệm Phật mới được giảng sanh tịnh độ Chúng ta thông thường nói Phát tâm Bồ Đề Đây đều là nói qua loa Thế nào là phát tâm Bồ Đề Phát tâm Bồ Đề cần những điều kiện nào Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng Thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn ba vị thiền trí thức phía trước chính là đại biểu Phật Pháp Tăng, Tam Bảo. tỳ Kheo Kiết Tường Dân đại biểu Phật Bảo. Cho nên dạy Pháp môn niệm Phật. tỳ Kheo Hải Dân đại biểu Nhị Trụ Bồ Tát, Trị Địa Trụ đại biểu Pháp Bảo là nói với bạn Phát Tâm Bồ Đề. Ở trong đó nói rất cặn kẽ, Chúng tôi sau khi đọc xong mới biết Hóa ra Bồ Tát Phát Tâm Bồ Đề Là hoàn toàn giống như chúng ta Phải làm thật tỳ kheo diệu trụ Đại biểu Tam Trụ Bồ Tát Đại biểu Tăng Bảo Tu Hành Trụ Làm thế nào tu lục độ dạng hạnh Hoa nghiêm tuy đã nói ra rất là nhiều pháp môn Nhưng chỉ quy về tịnh độ Bồ Tát Phổ Hiền là sơ tổ Tông tịnh độ ở thế giới ta bà chúng ta Ở trong hội hoa nghiêm Thập đại nguyện dương dẫn về cực lạc Bản thân chúng ta muốn được Bất hoại pháp hành Sở tu kiên cố Nhất định không được vọng ngữ Lưỡng thiệt Cái tật xấu này không thay đổi được Thì trên đường bồ đề Sẽ không thể thuận bườm xuôi gió nghịch cảnh ác duyên của bạn mãi mãi không dễ dàng thoát được những chướng nạn này từ đâu mà có vậy nhất định phải hiểu rõ là tự mình quá khứ đời này tạo nên nếu như bạn cứ quán trời trách người là bạn trên tội lại thêm tội đọa lạc thọ khổ vẫn là mình không có ai có thể thay thế được người không hiểu phật pháp thường thường gặp phải tai nạn thì tâm của họ bất bình luôn luôn cảm thấy người khác hãm hại họ luôn luôn cảm thấy người khác có lỗi với họ xã hội có lỗi với họ thậm chí là ông trời có lỗi với họ phật bồ tát có lỗi với họ cái tạo nghiệp này là nặng rồi đây là không hiểu nghĩa mà như lai đã nói thật sự thông đạt nghĩa thú mà phật chỉ dạy là chúng ta giác ngộ rồi pháp thế xuất thế gian không lìa nhân quả nhân chắc chắn phải tự mình tạo phật không có cách gì cho bạn Nếu như Phật có thể cho chúng ta Thì chúng ta không cần tu hành nữa Phật Đại Từ Đại Bi Khiến chúng ta đều thành Phật cả Đây là điều không thể làm được Là ông tu ông đắc Bà tu bà đắc Không tu không đắc Sự từ bi của Phật Chỉ là đem đạo lý nói rõ với chúng ta Chỉ dẫn phương pháp tu học cho chúng ta Ngày là người đi trước đem kinh nghiệm tu học của ngài cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Chúng ta có thể tin thuận theo con đường của ngài mà đi thì chúng ta nhất định có thành tựu. Sự giá trị của Phật đối với chúng ta chỉ là như vậy mà thôi. Điều này các vị phải hiểu rõ, giống như chúng ta làm học sinh nghe lời thầy dạy sự giá trị của thầy đối với chúng ta là chỉ dạy chúng ta. Đường nhất định phải tự mình đi. Bạn đi học ở trường, thầy dạy bạn bài tập phải tự mình làm. Không thể nói thầy làm bài tập thay cho bạn, đâu có loại đạo lý này. Thầy làm bài tập thay cho bạn, bạn có thể thành tựu không? Bài tập nhất định phải tự mình làm. Cho nên chúng ta nhất định phải nghiêm túc tu hành tôi cái gì vậy? Là thay đổi hành vi sai lầm. Chúng ta phần trước học qua rồi. Sát sanh, trộm cắp, tà hành, giọng ngữ, lưỡng thiệt. Đây là hành vi sai lầm. Đem những hành vi sai lầm này sửa đổi lại. Vĩnh viễn không sát sanh không trộm cắp không tà hành không dòng ngữ không lưỡng thiệt đây gọi là tu hành cho nên các vị nhất định phải nhận thức rõ ràng định nghĩa của hai chữ tu hành này không phải nói tôi mỗi ngày đọc kinh là tu hành tôi mỗi ngày lại phật là tu hành ở trong đời sống thường ngày dẫn cứ sát đạo dâm dòm thế thì có lợi ích gì lại phật cũng chẳng lợi ích gì làm nhiều việc tốt đi nữa cũng vô ích loại thí dụ này rất nhiều rất nhiều chúng ta ở trong tiểu thuyết bút ký của cổ nhân xem thấy rất nhiều Có một số người ở trong một đời Đã tạo rất nhiều tội nghiệp Đã phát tài to Nhưng mà cái phát tài này Đều là mê muội lương tâm Lừa gạt người khác Mà có được Khi về già cũng biết hối lỗi cũng biết là sai rồi Hàng ngày lại Phật Sửa cầu đắp đường Làm hết các việc tốt Cuối cùng vẫn bị ác báo Nguyên nhân gì vậy? Cái nghiệp này không chuyển được Chuyển không được Quả thật mà nói là làm không đắc lực Lừa gạt người khác Kiếm được 10 dạng Đem ra hai dạng để làm việc tốt Đến lại Bồ Tát Chỉ thì có lợi ích gì chứ cho nên chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ đều là chưa thông về giáo lý nên việc mà họ làm là bất lực nếu như thật sự thông đạt thật sự dũng mãnh tinh tấn thì nghiệp báo có thể chuyển đâu có chuyện không thể chuyển vua a xà thế tạo ngũ nghịch thập ác lâm chung sám hối vẫn có thể thượng phẩm trung sanh từ đó cho thấy Dũng mạnh tinh tấn Là thật sự chuyển được Chuyển không được Là không phải dũng mạnh tinh tấn Là muốn chuyển Nhưng tham sân si Chưa có hoàn toàn buông xả Cho rằng Là một chút việc tốt Là có thể bù đắp rồi Bạn đã làm 10 phần ác Bạn mới làm hai phần thiện thì không thể chuyển được. Đã làm mười phần ác, cần phải có mười hai phần thiện, thế thì có thể chuyển được ngay. Những đạo lý, sự thật này, có trong kinh điển, ở trong bút ký, truyện ký của cổ nhân có nếu như bạn tự mình bình tĩnh mà quan sát ở hoàn cảnh chung quanh chúng ta trong những bạn bè quen biết của chúng ta có nó rành rành ở ngay trước mắt chúng ta chúng ta có thể nhìn thấy mới biết thế suốt thế gian nghiệp nhân quả báo là chân lý là định luật. Không những là phàm phu sáo cõi không thể thay đổi. Mà thánh nhân tam thừa chư Phật Như Lai cũng không thể thay đổi nhân quả. cho nên lời giáo huấn của thế tôn đối với tất cả chúng sanh thì thập thiện nghiệp đạo là môn học đầu tiên chúng ta nhập môn từ bộ kinh này cũng ở trong bộ kinh này được đại viên mãn thập thiện làm được rồi làm được vô cùng thanh tịnh viên mãn thì bạn thành phật rồi tốt rồi hôm nay thời gian đã hết